Wow, cô chú ơi, là cái cơ chim này. Coi cô chú nè, cô chú coi cho em kem nè. That fruit. Ăn vô. À. You don't want it? Rồi giờ mẹ ăn à, không ăn mẹ ăn. Không, để rồi. Cái đó là trái cây chứ có cái gì đâu mà không chịu ăn. Ăn. Rồi mẹ ăn nha. Cứ ăn. À mẹ coi con chật thôi cái gì mà. Chay à. Nè chay đi. That fruit. Nè coi mẹ ăn nè. Xí. Ăn hết luôn. Trái cây mà. Được. Được. Ngon quá. Rồi con tự cầm cho mẹ phải không? Ok. Đúng rồi. Ngon quá. Oh, that's way better than the cherry lime. Cherry lime is so... No, cherry lime is better. Sour. Mẹ ăn, cho chú ăn. Mẹ cho cô chú ăn á hả? Không, mẹ ăn. Rồi, mẹ ăn hả? Ngon á. Mẹ thích kem này nè. Ngọt ngọt. Có trái cây. It's a real fruit. Chị đi, it's real fruit. Trái cây thiệt đó con. 100% trái cây luôn đó. Con không ăn gì thôi, mốt mẹ không mua nữa nha. Con ăn mốt mẹ không mua nữa đó. Oh wow. It's really like that in too. See baby, see how clear it is now. Rồi rồi. Có gì phúng bùm bùm mẹ. Ngon quá. Ngon quá hả? Em bé ngon quá. Hả? Em bé ngon quá. Cái gì em bé ngon quá? Chay à. That's not gonna get rid of it. They're shitting it out. Tại sao con? Ngon mà. Không ngon. Rồi không ngon thôi đi đây mẹ ăn cho. Không chị ăn. Chị ăn sao chị nó không ngon? Dục. Ăn mà ăn nhỏ. Ăn nhỏ thôi phải không? Ăn cay. Rồi. Ăn chiếc quay. Lấy giữa cầm, giữa cầm. Không tự cầm cho mẹ ăn phải không? Dạ. Rồi sao căng? Căng này. Rồi. Rồi ơi có strawberry. Rồi có pineapple rồi cho nó ngon. Thật. Ngon. Cắn cao. Cắn nhỏ. Cắn nhỏ. Cắn nhỏ hả? Chị đi look. It's strawberry. See, there's strawberry inside it. Wow. How nice. See, daddy, there's strawberry in it. Yeah, cherry lime. Look. Way to go. Daddy, look. That delicious. Look. Oh, it's strawberry. Đã quá. And then pineapple. Có pineapple trong đó nữa kìa. Pineapple cắn nè. Pineapple cắn nè đi. Purple. Purple, đúng rồi. Baby, can you get the thing down for me so I can make some saffron? More green. More yellow. More green, đúng rồi con. Cái kem màu gì á? Kem màu orange juice. À kem màu orange juice. Màu đó màu gì á? Màu orange juice. Màu orange juice đúng rồi. Màu màu gì á? Màu white. Màu white đúng rồi. Màu white với màu gì nữa? Màu white. Màu cho. Màu đó màu gì á? Nhìn thẳng, nhìn thẳng, nhìn thẳng. Màu gì á? Màu gì con? Ooh, that's a desert. Ooh, a desert. Chị nói đi, chị sa mạc. Sa mạc. Đúng rồi. Em bé. Em bé gì? Chị à, mẹ nói cái đó là trái cây, con phải nhai hết luôn. Chứ con không nhai là mốt mẹ không muốn mua kem cho con ăn nữa đâu. Mẹ không muốn mua cái loại kem kia nữa. Em ăn. Em cứ cầm. Tự cầm. Rồi. Cô mặt.
không? Không ăn nữa thôi, trả đây. Con mưng này mẹ. Không được, nguyên cái cây này nó bao bọc toàn trái cây không mà con không có gỡ ra được đâu. Sao? Con phải ăn. Nếu mà con không ăn là mẹ không cho con kem nữa. Mẹ cầm. Mẹ cái cây cầm. Rồi, cây cầm cho mẹ ăn phải không? Rồi, chỗ nào đâu? Cái này. Chỗ này phải không? Đấy. Rồi. Liếm. Cũng là xin. Không, mẹ thích cắn rồi không liếm. Ừ, vậy. À, con liếm vậy hả? Con bể. Rồi. Bể. Gì? Con bể rồi. Bể rồi hả? Mặt nạ của mẹ bị bể rồi hả? Kệ đi. Nãy giờ mẹ đắp được 2 tiếng đồng hồ rồi. Còn 1 tiếng đồng hồ nữa, 1 tiếng đồng hồ nữa mẹ gỡ ra. Con tự cầm. Rồi tự cầm. Bể con gà. Con gà kêu quá con. Con gà kêu ok. Con gà kêu làm sao? Gà kêu á á á á. Con heo kêu làm sao? Con kêu vậy. Ờ. Con ngựa hí thì sao? Ngựa kêu làm sao? À con chay nó kêu làm sao? Không, mẹ. Con chay kêu làm sao? Chay nó kêu chay, chay. Chay. Không, con chay nó kêu em chay chay của mẹ em ơi. Thôi đừng có đụng vô, đừng đụng vô mặt nạ của mẹ, đừng đụng. Con sói nó kêu làm sao? Ủa sức con sói nó hú làm sao ta? À. À ú. Phải chùi đàng hoàng. Chỗ nào dơ mình phải chùi đàng hoàng. Thôi mẹ không ăn đâu. Xuống đi chay. Xuống đi. Đi xuống luôn. Cái đôi giày này con không có cần phải cởi ra. Tại đôi giày này, đôi giày này thiết kế để đi xuống sông, chứ không phải là giày này thiết kế để đi trên bờ. Mẹ mua cho con cái này để con bước xuống sông á, con đừng có đà dặm cát á. Đi xuống, nghe lời mẹ. Đúng rồi, xì. Rồi tắm đi. À mẹ. Mẹ ơi lấy giùm con. Ừ. Vô qua ốc cầm. Ừ. Nếu mà thì mẹ bởi vậy, nếu mà lỗ ai làm? Đó, đúng rồi, cái đôi giày đó đó nè. Mai mốt mà con có đi ra ngoài sông này tắm á, là con phải mang đôi giày đó vô nghe chưa? Tại vì đôi giày này thiết kế là để đi dưới sông nha không? Con khỏi dặm cát, khỏi dặm sình, khỏi dặm miễn đồ này kia. Tắm đi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Hả? Ngồi xuống ướt rồi hả? Thì tắm phải cho ướt chứ. Đi lại đây cho mày lấy cái ghế mày ngồi coi. Đi lại đây. Lại đây cho mẹ ngồi ghế coi. Trời ơi, hồi bữa con nhảy với anh đó hả? Dạ. Anh đâu mất tiêu ta, anh đi về hả ta? Dạ. Mẹ lấy cái ghế mẹ ngồi coi. No, đây nè, mẹ ngồi đây nè. Rồi con lại đây. No, this way. Sao? Công tóc quá con. Nổi tóc. À, ăn đi con. Nước nào? Hả? Nước hả? Dạ. Con muốn nước hả? Con nói mẹ ơi cho con uống nước. Mẹ kêu con ăn nước. Con khát nước. Khát nước. Đúng rồi. Đúng rồi, uống nhiều nước cho uống nữa. Nữa con, nữa, uống nhiều vô. Đúng rồi, cố lên. Ồ, giỏi quá, cô chú thấy chay uống nhiều nước chưa? Wow, good job chị đi. Giỏi, giờ ăn sườn đi. Thôi, ăn sườn cho cô chú coi. Cắn bơ tan cắn ngoài như. Đúng rồi, con gắn cái này luôn á.
Tụi chú cái chi giỏi chưa? Say khoái cái món xương này của mẹ làm lắm. Nay mình phải ăn thịt nha con nha, đừng ăn trứng hoài. Mình phải ăn thịt. Đúng rồi, cô chú có ai thấy chị ăn sườn mà thèm không? Ăn sườn đi con. Sườn mẹ làm ngon quá. Hả? Sao con? Mà ai dở? Ba làm á. Không sao. À chị rửa chén hả? Đúng rồi, phải không chị? Mau mốt con phải giúp mẹ nha. Mau mốt con phải giúp mẹ, con lớn rồi con giúp mẹ rửa chén nha. Ôi chào ơi, đây là một băng được rồi đó. Kiếm chỗ nào có thịt ăn không? Đúng. Ngon không? Đến lớp bị chán khò. Bị chán khò đúng rồi. Ôi trời, ngon quá. Ăn hết 3 cọng sườn đó luôn nha. Trời. Con nữa kìa, con nè, con. Đúng rồi. Ráng cạp vô chỗ nào có sườn có gân rồi cạp hết. Đừng ăn phí lãng như ba nha chứ. Ba ăn là ba ăn thịt thôi chứ ba không có ăn ấy rồi kia. Cố lên, chay, cố lên. Con có mời cô chú chưa? Có mời cô chú ăn chưa? Hả trời? Con nè. Con ở chỗ này nè. Nó ngay chỗ đó. Nó ngay chỗ đó đó. Đúng rồi, đó thịt quá trời luôn, con nói hết. Đúng rồi, con lật lại, đúng rồi. Hết rồi. Còn đây nè, con ăn miếng này thịt không nè. Ui trời ơi, cái miếng này thịt không nè. Mẹ ra đây, hả? Ăn vậy trời. Ăn thịt không ba miếng nữa đó. Ăn hết 3 cọng sườn nó khỏe rồi, cái xong rồi có ăn qua ăn bắp. Ăn bắp cái xong rồi cái ăn bắp. Ê đừng cái tay vậy, sao đụng lên tóc được, cái tay mình đang dơ. Biết mà. Cái tay mình đang dơ sao mình đụng lên tóc mình được vậy? Nửa tóc. Đâu? Cái gì đâu con? Đâu. Cái thịt đây nè. Cái nhà đó thịt nè, đó quá trời thịt luôn. Đây con chết bắt. Đúng rồi, còn thịt đó đúng rồi. Ơi bảy ơi đâu kia, ăn đâu kia. Đó đúng rồi, đầu kia đúng rồi, quay qua đó đúng rồi. Ăn hồi cái là hư. Âm bé đúng rồi. Cô chú có hỏi là sao mà chay ăn thấy ăn được mà con của cô chú ăn không được. Là cứ đừng có quá hối thúc trong quá trình mà nó ăn. Chừng nào nó đói nó sẽ tự lại nó kêu mình. Thì những cái món mình làm sẽ dễ ăn đối với nó. Dính răng hả? Dính răng chút vô xài cái Waterpik. Ví dụ như mà đợi chứ nó ngủ dậy á, khi mà buổi sáng mới ngủ dậy á, thì thường mình buổi sáng mới ngủ dậy mình cũng đâu muốn ăn liền đâu, đợi khoảng 45 phút tới 1 tiếng đồng hồ sau nó đói, cái bắt đầu là mình cho nó ăn, nó sẽ ăn ngon lành. Chứ mà mới sáng sớm ngủ dậy cái ép ăn liền là không được, ai ăn được kiểu đó. Phải đợi bụng đói rồi kia mình ăn mới ngon, ăn mới nhiều. Rồi cứ mình canh tùy theo cái bụng mình thấy nó ăn bao nhiêu, cái tiếp tục cái mình cho nó ăn dặm thêm, ví dụ như ăn trái cây, ăn món này món kia, uống nước cho thiệt nhiều vô. Đặc biệt là con nít nó rất là ít uống nước nên mình phải ép nó uống nước nhiều vô, giống như mình chơi thi uống nước với nó. Thì cái hai mẹ con uống nước với nhau là nó uống được nhiều nước hơn, đặc biệt là phải uống nước rất là nhiều. Tại vì con nít nó uống rất là ít nước, mình nhìn theo cái nước tiểu của nó mình thấy nó vàng á, nước tiểu vàng á là mình phải cho uống nước rất là nhiều. Chừng nào nước tiểu mà màu trong á mới đúng.
Như là nãy giờ Ngọc chay ngủ dậy lúc 5 giờ chiều. Nhưng mà nó chơi nãy giờ Ngọc cũng nó không mời ăn, Ngọc cũng không ép luôn. Bây giờ vô tự động rồi ăn đó, nói mẹ con muốn ăn rồi giờ mới đưa cho ba cọng sườn rồi ăn đó. Rồi giờ nãy giờ bây giờ là 7 giờ tối rồi đó. Tự động nó ngồi nó ăn luôn, khỏi cần ép, khỏi cần buộc chi đó. Cũng đâu có bị mất gì đâu. Giờ ép ăn cho mập thiệt là mập, bự thiệt là bự, cũng không có làm gì hết. À, cô chú thấy nó ngồi ăn đã không? Ăn cái miệng đã không? Ăn đưa cái muỗng mét mốt cả cô coi. Làm sao? Cái miệng. Cái miệng hả? Con nhai từ từ thôi con. Mà con ăn sườn của mẹ làm ngon không? Ừ. Con ăn sườn mẹ ngon không? Sườn mẹ đó chay. Yeah, you got that yummy. Sườn mẹ đó chay ơi, sườn mẹ đó. Rồi cái app rồi cái app mà cô chú hỏi chay học tiếng Anh là gọi là gì ta? Cái app gọi là Baby gì? App này tên gì vậy ta? Baby James gì đó. Sao bây giờ tại nó dài quá nên anh nhìn chữ không được luôn. Nhưng mà cô chú lên sạch thử cái app là có cái hình của cái app là có con voi, có chữ AB, có chữ A với chữ B, rồi tên là Baby James gì đó. Ăn đi con, ăn thịt đi con. Mình vừa coi nhưng mà mình phải vừa ăn nha con, chứ không phải mình được. Ngon quá trời luôn. Ngồi ăn không hết 8 phút vậy trời. Cô chú ngồi con ăn không hết chứ coi con ăn không hết giờ luôn. Cô chú ngồi con ăn, cô chú thấy con ăn, cô chú còn thèm hơn là thấy mẹ ăn luôn. Con gì á? Con gì đâu? À cái đó là mụ phù thủy đó. Ghê lắm. Ừ, phù thủy ghê lắm. Xin chào. Ừ, phù thủy ghê lắm. Mermaid nè. Mermaid kêu. À mermaid. Mermaid. Đó rồi, mermaid nè. Ừ, mày thấy mermaid rồi. Con gì á? Con có thích mermaid không? Ôi, mụ phù thủy á. Cái mụ phù thủy thấy ghê không? Con gì á? Phù thủy đó con. Con gì á? Witch. Chịu witch. Ừ. Kêu phù thủy nó không chịu nói, nó nói witch cái nó nói liền. Khổ ghê á. Ui cha ơi, ngon. Ừ, sao hay không? Cô chú chơi ăn hết hai cái sườn. Ồ, cái sườn hai màu green đó hả con? Ăn trái gì? Đi hết. Ừ, ăn hết hai cọng rồi nè, giờ ăn tới cọng thứ ba nè. Quá giỏi luôn, thấy không cô chú? Cái cọng sườn thứ ba, cái màu nó nhìn đen gì chứ không phải nó khét đâu. Con ơi, cắn ở trên kìa con, cắn ở trên. Con cắn ở đó không có xương con mà, ở trên đó, ở trên. Đúng rồi, đúng giỏi. Ui cha ơi, đã chưa? Trời ơi, ăn cái mặt thì có mặt mở không? Chút nó ăn xong đi tắm luôn. Ăn xong mẹ chạy đi tắm nha. Ủa không tắm hả? Cưng chú. Mẹ con chú đi đâu? À, con chú à. Ừ, ăn tới cọng sườn thứ ba rồi, có đã không? Cầm. Ừ, cầm. Ui trời ơi. Ăn vậy cái xong mới chung cỡ chừng 8 giờ cái rồi ăn thêm bắp. Rồi. Giờ cậy nó con chút tắm, không sao hết á. Bắp, ăn bắp xong cái ăn chút thêm ăn miếng cheese, rồi chút nữa ăn thêm miếng táo. Đâu?
Vậy là đủ cái buổi tối ngày hôm nay để chứ đâu cần phải ăn cơm. Đâu cần phải ăn cơm đâu. Nè, lau đi. Thank you. You're welcome. Lau đi, lau tay, lau miệng, lau đồ, lau sạch sẽ. Con lau mũi, lau đồ, nó dính tùm lum kìa. Trời ơi, quẹt lên tới đầu luôn rồi. Xong. Trời ơi, lên tới tóc luôn. Rồi, kéo tới mang tay luôn. Rồi, sạch quá. Rồi, mặt bóng. Ừ, mặt bóng lưỡng luôn, thương ghê luôn. Anh à. Dưỡng da, mà uống miếng nước không con? Ừ, uống rồi. Ừ, uống miếng nước đi con, nãy giờ không uống miếng nước nè, uống miếng nước vô. Uống miếng nước vô ăn thêm cho nó ngon ha ha. Đúng rồi, uống nhiều nước vô. Đúng rồi, giỏi. Chùi miệng luôn, chùi miệng luôn, chùi lỗ mũi. Đúng rồi. Rồi, ăn tiếp đi con. Ăn miếng nước. Để xuống. Để xuống, đúng rồi. Tiếp tục đi con. Kìa, không có đúng lắm này nè, này nè, này đúng rồi luôn. Ok, ok, hết rồi, hết rồi. Còn. Ok. Hết. Không hết đâu, còn cá đống đằng kia kìa. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy con không ăn nữa hả? Không ăn nữa con bắp đi. Bắp cho đỡ nha. Để xuống đây. Đúng rồi, để xuống ăn bắp đi con. Đúng rồi, giỏi quá. Cô chú thấy là nhà chay ít ăn cơm lắm. Chay hầu như là người ăn cơm nhiều nhất trong nhà luôn. Mẹ chay cũng ít ăn nữa. Mà cũng không ăn cơm nhiều bằng Việt Nam. Việt Nam mình thường ngày nào cũng phải ăn cơm. Chay ăn như vậy là thấy xong buổi tối rồi đó cô chú. Trước khi đi ngủ uống thêm bình sữa nữa no à. Rồi sáng mai để mẹ nghiên cứu rồi sáng mai cho ăn gì ta. À chưa, quên nữa. Ăn xong cái đó là mẹ còn phải cho khoảng 1 tiếng đồng hồ sau mẹ cho con húp một chén canh nữa. Cái canh gì không? Canh mồng tơi. Này rồi bấm coi cho. Từ từ. À từ 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 từ. Mẹ từ từ. À mẹ từ từ thôi. Mẹ đâu có gấp đâu. Ăn bắp đi con, ăn bắp đi. Đúng rồi. Anh ơi bị trao. Cô chú thấy chay ăn gì đâu. Anh giờ bị trao rồi. Là đủ chất không? Anh giờ bị trao rồi. Ăn nào bị đau chỗ nào con? Anh nào bị trao.